Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh cây thuốc chữa bệnh quanh ta. Để liên tục được cập nhật tin tức cây thuốc nam mới, quý vị hãy đăng ký kênh. Hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu với quý vị một cây thuốc có tác dụng làm thuốc hạ nhiệt, chữa sốt phát ban, sốt rét và các chứng sốt khác. Cây thuốc muốn nói đến hôm nay đó là cây điều nhuộm. Cây điều nhuộm còn có tên gọi khác đó là điều màu, trầm phù, cà ri cây gỗ nhỏ cao 4 đến 5 mét, lá đơn, mềm nhẵn, hình tam giác, nhọn mũi, hình tim ở gốc, nhọn ở chóp, hoa khá to, màu tím hay trắng, xếp thành chùy ngắn ở ngọn các nhánh, quả nang màu đỏ tía, hình cầu, bao phủ bởi gai cứng hay mềm, mở thành hai mảnh, van mang mỗi cái một giá noãn ở mặt trong, hạt nhiều, hình khối lập phương, vỏ hạt có những hạt lồn nhồn màu đỏ bộ phận dùng hạt và lá hạt dùng để chế bột cà ri và lấy chất nhuộm màu cách làm thu hái hạt cho vào nước thật nóng khuấy mạnh đổ hạt lên một cái dây để sát tách hết hạt và tạp chất được cơm hạt để yên cho lên men và loại bỏ chất nhầy màu sẽ lắng xuống dưới gạn lấy chất màu lá tươi được hái và dùng làm thuốc. Công dụng Hạt lá có tác dụng hạ nhiệt, hoa có tác dụng bổ huyết, trừ lị. Cơm quả Hạt làm thuốc tẩy run, lá chữa lị, sốt rét, nhựa từ quả dùng để trị tiểu đường. Chống nhiễm nấm Chất màu từ hạt dùng làm thuốc săn da và sổ nhẹ, còn dùng để nhuộm len, lụa, sợi bông do tan tốt trong chất béo không độc và có tính chất của vitamin A nên chất màu này được dùng để nhuộm bơ format nấu canh đó gọi là bột cà ri cách dùng và liều lượng ngày dùng 20 đến 30 g lá dạng thuốc sắc dùng riêng hay phối hợp vị thuốc khác về bài thuốc ứng dụng cụ thể như sau dùng làm thuốc hạ nhiệt chữa sốt phát ban, sốt rét và các chứng sốt khác. Lấy lá điều nhuộm khô 20 đến 30 g sắc uống hàng ngày. Trên đây tôi vừa giới thiệu với quý vị xong tác dụng chữa bệnh của cây điều nhuộm. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở chuyên mục cây thuốc sau.